sửa hiệu đây, hơi nóng, nó hơi nóng cái bát này này. Cột chặt vô rồi mua chai can sắt 502 ấy, nhỏ vô. Đó, vòng này thôi. Có thêm vòng ở đây, hai vòng nữa tối như nhỏ cái can sắt luôn. Rồi quấn ngang qua đây. Nó bị tụt, nó quay cây này không? Không, qua đây khóa lại. Đấy. Rồi ông mua can sắt ông nhỏ luôn vô cái chợi dù luôn á. Con này 2m8 nha. Sáo sơn màu gỗ mít. Đây, sáo sơn màu gỗ mít. Bảy kêu phết đấy. 800 không? Hơn chứ. 6 mà. À 6800. 6800. Hai mươi tám. 6800 cũng vi vu mà. Vi vu, kêu vi vu. Có gió là ngon kêu. Bay nhẹ nhàng. Thôi mình chơi cái này là vừa chứ to. To quá không, một mình ông lên không nổi đâu. Cái vừa rồi thấy cái con 2 mét nó ngon ngon, à con 3 mét á. Thấy nó quảng cáo ngon lắm nên chắc chắn thì mình phải mua con này. 3 mét thì được rồi, 3 mét là 2m8 cho 3 mét. Rồi thì mua cái gán sát nhỏ vô là ngon, ok. Rồi ráp vui vô. Nó nhỏ keo á, tại vì nó bay lâu cái nó. Thôi được rồi, chừng nào nhỏ keo thì mình chỉnh. Chứ tí không nó bay lên là nó ấy nó là. Đấy, cái này bằng đi thun nha. Đi thun. Không, cụ chơi 3 con nha, một mình chơi 3 con nha. Hồi nào 2 giờ ra thả rồi nha. Sức khỏe, thả khỏe lắm. Về ăn cơm, nhiều cơm. Rồi. Chờ gió thôi. Rồi, chờ gió thôi. Bắt kiều đi. Không có gió à? Chờ tiếng nữa. Tiếng sáo đang vo ve đây. Khó lên lắm. Gió nó không đều. Có gió các bạn ạ. Này gió yếu lắm. Mỗi con nhiều 3 mét thôi. Đang bay chập chờn lắm. Bốn giờ rồi gió yếu quá. Rất khó lên nha. Gió chân không có luôn, gió chuyện không có luôn. Rồi rớt, rồi rớt rồi, rớt rồi các bạn. Đây ông cụ này đây, ông 70 tuổi thì ông đi thả đây. Không lên được. Ngày nào ông ra sớm hết đó. Hôm nào ông 2 giờ ông ra 7 giờ sáng ông thả rồi à, chịu thả phết đấy. Nay ông ra sớm ông thả ra lại cũng lên cao đồng rồi mà gió nó lên nó rớt rớt bạn ạ. Rớt mất chân, rớt mất. Rồi, thả được mấy lần? Thả con diều to. À, hai con à? Con diều to từ đây tới ngang hàng cột điện. Ồ, thả mấy trăm, 300 luôn. Hơn. Đúng rồi. Xong rồi nó bổ xuống à? Xong rồi cứ từ từ nó đuối. À. Bơm hai hết cuộn dây luôn à? Không, một cuộn này được. Nhưng mà thay cái con diều nó bé hơn. Thôi kệ. Chờ gió nữa. Chờ gió tí xíu rồi có thì lên. Nay không có gió. Mà hình như gió hướng này này. Đúng vâng. Là ngày giặt thì được. Phải gió hướng này căng mà kia gió hướng. Không. Tức là vừa xong lại quay về hướng này. Ờ à, giờ mấy con đuôi con diều kia đang quay về hướng này này. Này hướng này cho nên vừa xong mình thả đằng kia bị dở.